Mến chào bà con và các bạn đang xem kênh Pháp Thái TV, chuyên đề giao lưu cây kiển. Thì hôm nay trở lại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên của chậu Chú Chí, sẽ tiếp tục giao lưu toàn quốc những cái dòng mẫu đơn bông trang rất là đẹp hiện nay trên thị trường nha cô chú anh chị. Thì ngày mới cũng kính chúc cho cô chú anh chị nhiều may mắn, sức khỏe, thành công. Rồi chào chú Chính, chú Chính ơi. Chào chú Pháp Thái, chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu, tiếp tục giới thiệu đến quý vị một số cây. Bây giờ mình sẽ vô chi tiết luôn. Rồi đầu tiên là cái này là không số hả chú? Cái không số thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là bốn cây trang, vàng hương đột đỏ. Vàng hương đột đỏ nha. Bây giờ cây giống này có hai mẫu hả chú? Mẫu lớn và mẫu nhỏ. Một mẫu lớn và một mẫu nhỏ. Rồi mình đo cái mẫu nhỏ trước đi. Đây cái này là cây dâm nha bà con. Rồi cái mẫu nhỏ đây là chiều cao nó là 12. Rồi cái mẫu lớn. Mẫu cây lớn cao thì nó được 36. Đó, 36 chiều cao đây, nó cây lớn nè. Cho xem cây lớn trước đi. Rồi. Này thì bằng điếu thuốc lá nha bà con, lên như thế này nè. Đó. Còn cái cây bên đây thì cây con thì dâm cái chồi như thế này nè. Đó, lên và mặt hoa của vàng hương đỏ nè bà con. Đây. Sáng chú dâm ra cắt rất là nhiều hoa để nuôi cây đó, đây nè. Đó, vàng hương đỏ nha. Vàng hương đỏ thì cái nhị nó hơi hồng hồng và cái cánh thì nó chạy sọc sọc lem la như vậy nè, nó lên sọc vậy nè. Rồi cái này mình báo chi tiết. Bây giờ báo chi tiết luôn, cái giá như cây nhỏ này đây là 100.000 một cây. 100.000 một cây. 100.000 một cây. Thì mua từ 5 cây trở lên sẽ bao ship. Còn cái cây cao này là 350.000 một cây. 350.000 một cây. Vàng hương đột đỏ nha bà con. Đây. Có hoa cho bà con xem hết rồi. Chuẩn vàng hương đỏ nè, chứ có mẫu hoa kèm theo nha. Đây. Đó, rồi xuống cây luôn chú ơi. Rồi, tiếp tục cây này cũng giới thiệu không số luôn. Không số. Một cái cây này là cây vàng sọc đỏ. Đó, mình cho chiều cao luôn chú ơi. Cái này thì mình không báo giá ha. Rồi chiều cao là 19. Rồi. Đây, cái bức nụ của nó lên mình quay cận cảnh cho bà con xem ha. Tại vì mấy cái nụ này nó rớt nhưng mà nó đang lên búp lại đây, sọc cánh hết rồi nha bà con. Có một cánh còn cánh duy nhất nè. Cái này cái bông cái búp nó mình nhìn rõ trên màn hình là nó sẽ chả có sọc luôn nè. Nè. Đó như vậy đó. Rồi cái này giao lưu qua số điện thoại ha, sao chú? Giao lưu qua số điện thoại đi. Giá cả thì chính xác. Rồi xuống cây luôn, nếu như bà con nào yêu thích thì có thể liên hệ nha. Rồi tiếp tục là cặp số 1. Mở đầu là cặp số 1 cho bà con. Cặp số 1 là một cặp cẩm thạch. Cẩm thạch. À, cây cẩm thạch. Rồi cho chiều cao chú ơi. Rồi chiều cao đó là 14 bà con ơi. Rồi khỏi đo tán đi chú ơi. Này cái thân của nó bằng chân nhang đầu nhang á, đầu nhang đốt nha bà con. Này là giao lưu một cặp hai cây mã số 1. Rồi giá luôn chú ơi. Số 1 là có một cặp là 500.000 bà con ơi. 500.000 bao ship luôn ha. Bao ship về tới nhà cho bà con. Là gồm hai cây. Ok. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 2 và cây số 3. Hay là tính cây lẻ nha bà con. Hai số cây. 2 và số 3, hai cây. Cao và một cái cây thì cái tàn thì ra tột chiều cao luôn. Chiều cao luôn. Chiều cao nó là 30. Tán ngang thì khỏi đi. Cái này thì bằng đầu đũa nha bà con. Đầu đũa ăn mình nha. Lớn hơn cây sai nãy. Rồi báo giá mỗi cây luôn chú ơi. Giá cây số 2 và cây số 3 mỗi cây có giá là 450 bà con ơi. 450.000. Rồi. Bao ship về tới nhà cho bà con xài nha. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp theo là mã số 4 là một cây vàng hương. Vàng hương đọt xanh. Cái này đọt xanh nha bà con. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao là 52. Tán ngang 48. Hoa vàng hương đọt xanh nhìn rất là tê luôn. Rồi nước màu nè. Cây này hiện trạng thì hoa mỗi chòi mỗi hoa hết rồi, đang nở cây một cốt.
Đây, hoành thân của nó là 7 bà con ơi. Xe tôi tính 6 rưỡi thôi. 6 rưỡi, trừ heo luôn ha. Trừ heo cho bà con. Rồi, cây thần trên cái bầu rồi nha bà con. Cái này rút bầu cho bà con, rút chổi bà con. Rồi, báo giá luôn chú ơi. Rồi, cây số 4 thì có giá là 500 ngàn bà con ơi. 500 ngàn, 500 rồi. 500 ngàn cho bà con xài luôn, dễ xài xuống luôn. Xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 5, là một cây cam hường. Cam hường, giống này hôm gà chú khí bán rất là nhiều nha bà con. Nhưng mà giống này thì cũng giống mới, cái hoa thì rất là đẹp, cánh thì dày. Thì mình cũng xin nói thêm là bà con nào chưa có thì cố gắng sở hữu cái dòng này nha bà con, cũng không có nhiều. Rồi, cho chiều cao chú ơi. Rồi, chiều cao nó là 52. Tán ngang là 29. Tán ngang 29. Thì cái dòng này hôm gài miếng đưa lên là nói chung là khách hàng chốt hết những cái mẫu này nha bà con. Bữa nay chú lên tiếp tục để gửi tới bà con. Thì cái hoành thân của cái cây này thì nó bằng đầu đũa không ăn nha bà con. Đó, nó lên khoảng một tấc xong rồi nó chia như vậy nè. Cây này cây dâm nhánh, bầu nhánh đó. Rồi, giá luôn chú ơi. Rồi, cây số 5 này có giá là 550 ngàn cho một cây nha bà con. 550 ngàn. Rồi, cho xem kỹ là cái hoa mới nở nè. Mới nở lên màu cam cam, hường hường nó chạy sọc cánh như thế này nè. Rồi khi mà cái hoa già thì nó đậm lên nó màu hồng như vậy nè. Đó, rồi xuống cây luôn chú ơi. Rồi, tiếp theo là cặp số 6. Số 6 là một cặp cam hường. Vẫn là cam hường, gồm hai cây. Đó, cho chị cam chú ơi. Chiều cao là 46. Tán ngang 34. Đó, cây này thì nó về nè, hoa nó nè. Hoa nhìn rất là mê nha, nở to. Rồi cây hiện trạng rất là sung. Đó. Cái này một bơ ha ha, cái thân này thì nó cũng bằng đầu đũa không ăn nha bà con. Đó, bên này cũng vậy nè. Mà tược cái dòng này nó sung lắm, nó ra tược liên tục. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cặp số 6 này có giá là 1 triệu thôi bà con ơi. 1 triệu cho một cặp nha. Rồi, gồm 2 cây. 1 triệu cho một cặp. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp theo là cặp số 7, vẫn là một cặp cam hường. Đó, cái hoa nó nở lên. Dòng này xuyên hoa lắm nha. Rồi cho chị cam chú ơi. Hai cây này cũng tương xứng nhau. Rồi chiều cao là 43. Tán ngang là 25. Rồi. Cam hường. Nè, cái hoa nó vậy nè. Nó chạy sọc lem 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 lem, mỗi cánh mỗi sọc sọc. Cái này nó vậy đó. Cái này nó cũng xuyên bông lắm. Xuyên bông. Cái thân thì cũng bằng đứa thuốc nha bà con. Rồi báo giá cho cặp. Rồi, cặp số 7 này có giá là 1 triệu bà con ơi. Một triệu. Bao viết về tới nhà cho bà con nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là cặp số 8. Cặp số 8 là một cặp cam Đài Loan. Siêu hòa luôn. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao là 50. Thôi khỏi rồi, tán ngang đi chú ơi. Tán ngang bị nó mới có ra nhánh thôi. Chơi mẫu đơn bông trang rồi, nói chung cái dòng nào mà cây gọn gọn mà nhỏ nhỏ mà nó sai hoa là rất là ok rồi bà con. Về chủ yếu là mua cây về chủ yếu là đón cái hoa nó nở như thế nào thôi. Đó, đây cam Đài Loan nhìn cái bông rất là mê nha. Cánh nó dày, nó nở ra cái nó dũm vậy nè. Cái lá thì nó cũng sẵn luôn. Cái này hoành thân bằng ngón nhỏ hơn ngón út chút, ngón hơn nhỏ hơn ngón út, tận chân vậy đi ha. Rồi báo giá cặp này luôn chú ơi. Rồi cặp số 8 này có giá là 700 ngàn bà con ơi. 700 ngàn cho một cặp nha. Gồm có 2 cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là cặp số 9. Cặp số 9 là một cặp cam hường. Trở lại cam hường. Cam hường. Rồi này, cho chiều cao luôn. Chiều cao là 59. Rồi tán ngang 22. Đó một tược mà nó lên hai thân chia ra vậy nè. Cái bông này nó búp nó mới nở, nó màu cam cam vậy nè bà con. Đó, thường thường ha, giống như vàng thường mà lúc mà nở ra đó. Đó, bởi vì kêu đại nó là cam hường dòng mới. Thì cái này nó cũng bằng đầu đũa không ăn nha bà con. Nó cũng tương tương nhau, nhưng mà chiều cao nó có này. Lá rất là sung, rất là mướt nha.
Rồi báo giá cặp này luôn chú ơi. Rồi báo giá luôn. Một cặp số 9 này có giá là 1 triệu mốt bà con ơi. 1 triệu mốt cho một cặp cam hường số 9 nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là cặp số 10. Dũng cũng là một cây cam hường luôn, cặp cam hường luôn. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao 48. Cá ngang khỏi đi bà con ơi. Chị mới mới nhánh có nhánh à. Cái này nó nở ra tới 2-3 màu nha bà con. Đó, dòng này nè. Thì mới nở ra màu cam cam hường hường, nó có pha cánh hơi đỏ đỏ trong này nữa. Tới chừng mà hoa nó lên nó già rồi nó lên cái màu vậy nè. Đây rồi. Đây là hoa già nè. Còn cái hoa tơ nó lên nó nở ra trong này nó có màu đỏ nè, màu cam, màu hường, màu vàng rồi đủ thứ hết trơn á. Dòng này nó nhiều sắc màu. Rồi báo giá cho cặp này rồi. Cặp số 10 này có giá là 1 triệu bà con ơi. 1 triệu cho một cặp. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là cặp số 11 vẫn là cam hường. Đó. Dòng cam hường này nó xiên bông lắm bà con ơi. Bông đẹp mà xiên bông nữa. Hai cặp nè, mỗi một cặp là đều nhau hết trơn á. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao là 52. Cho tán ngang luôn là 25. Đây, cái hoa của nó như thế này mới nở ra nè. Màu hường. Xong nó chuyển qua màu cam. Còn đây là cái búp của nó chưa nở mà hai bên nách nó đâm lên nè. Thì những cái dòng nào mà nó hiếm đi kiếm mua rất là khó, nên bà con cũng xem, cũng tham khảo những cái shop khác thì cũng giá cũng y vậy nha bà con. Trên lệch nhau cũng tầm vài chục ngàn thôi, tùy theo mỗi shop. Nhưng mà cái dòng này rất là khó. Mình đó cũng đã đi Sa Đéc, mình làm clip rất là nhiều nhưng mà rất là khó tìm đó. Rồi báo giá luôn chú ơi. Rồi mã số 11 thì có giá là 1 triệu mốt cho một cặp bà con ơi. 1 triệu mốt luôn. 1 triệu rồi, mốt bao ship về tới tận nhà cho bà con luôn. Xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 12 là một cặp. 12 là một cam Đài Loan. Cam Đài Loan nha bà con. À, trà qua hết rồi. Rồi cho chiều cao chú ơi. Rồi chiều cao là 61 bà con ơi. 61 chiều cao. 61 chiều cao. Khỏi rồi tán ngang luôn. Mỗi một cây như vậy nó lên hoa. Cái hoa cánh hoa là cái dòng này là trong dòng mẫu đơn á, thì thằng cam Đài Loan với thằng Pháp cam với thằng cam Dubai, là nói chung là cái dòng này là cái cánh hoa nó to nhất. À, cái búp của nó như thế này nè. Này là cam Đài Loan. Rồi cái này cái thân nó bằng cái thân nhỏ ngón út chút. Nhỏ ngón út mình chút ra. Cái này mình khui xuống thì có thể là bằng ngón út nha. Tại của nó còn sâu nữa. Rồi giá cặp này luôn chú ơi. Rồi cặp số 12 này có giá là 700 ngàn mà coi. 700 ngàn. 700 ngàn cho một cặp. Rồi xuống cây luôn. Về tới nhà cho bà con luôn nha. Khỏi gì đâu xa hết. Rồi, khỏi gì đâu xa hết. Tiếp theo là mã số 13. Là một cây đỏ Dubai nha bà con. Đỏ Dubai. Rồi chiều cao chú ơi. Rồi chiều cao nó là 81. Tán ngang là 52. Đây cái hoa nó nè. Đỏ Dubai. À, cánh nó vậy đó. Rồi cái này gần bằng ngón út luôn bà con ơi. Bằng ngón út đúng luôn, luôn đó. À. Dạ. Một cốc. Một cốc. Rồi giá cặp cây này luôn cây chú ơi. Cây số 13 này có giá là 350 thôi bà con 350 ơi. 350.000 cho cây số 13. Bao ship về tới tận nhà cho bà con xài luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp tục là mã số 14 là một cặp cam hường. Vẫn là cam hường. Trả lời cam hường. Tí xíu nó quay cái hoa này nó nhìn cái màu rất là ngọt nha bà con. Rồi cho chiều cao chú ơi. Cây có 3 chồi mà lên. Chiều cao là 37, 4 năm cái hoa. Tán ngang là 30. Đây. Đây nè, lên một chồi mà lên 3 cái hoa. Bên đây nè, cái màu nó hường hường cam cam sữa sữa trong này rất là đẹp nha bà con. Cánh thì tròn. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cặp số 14 này có giá là 1 triệu thôi bà con ơi. 1 triệu luôn. 1 triệu cho cặp số 14. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là một cặp số 15 vẫn là cam hường. Đây cái này chiều cao nó có nha bà con. Rồi chiều cao đó là 49. Tán ngang 25. Cây này vậy mà nó lên hoa vậy nè bà con. Hoa vậy đó. Chạy sọc 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 nhẹ nhẹ nè.
điểm 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 đây bên này nè. Lên hai ba màu lắm, này là chung một cái cây nó mà lên hai ba màu luôn. Cái này một cốt và thân ở dưới thì tầm nhỏ đĩa thuốc lá chú thấy rồi, đầu đũa không ăn à, đó hai ba thân vậy đó. Rồi giá cho cặp này luôn chú ơi. Rồi giá cặp số 15 này có giá là 1.1 triệu mà con ơi. 1.100.000. Rồi xuống cây luôn cho một cặp. Tiếp theo là cây số 16 là một cây trang trắng lá trung. Trắng lá trung. Đó, trắng tinh khôi luôn bà con ơi. Trắng hợp trò luôn. Rồi chiều cao là 58. Tán ngang là 31. Dòng này lá nó giống như thằng hồng phấn lá chung vậy đó. Cái hoa, cái cánh hoa nó cũng vậy luôn, nhưng mà nó khác cái màu nè, cái màu nó trắng tuyệt vời. Rồi, dòng này lá nó rất đẹp nha bà con. Nó bóng trắng vậy nè. Quá đẹp luôn rồi. Đây, gốc này vẫn là một cốt. Một cốt hai thân. Hai thân. Hai thân cũng nhờ tầm điếu thuốc lá, một thân một điếu thuốc lá nha con. Một thân bằng ngón tay út ha. Rồi, giá luôn chú ơi. Rồi, giá sau cây số 16 này có giá là 350.000 mà coi. 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là cây số 17 là cây cây đỏ Dubai mà coi. 17, mã số 17, cây đỏ Dubai, một cốt. Rồi, cho chiều cao chú ơi. Rồi, mở cái ra đi, cái hot ra cái đi. Rồi, chiều cao nó là 85. Tán ngang 42. Đây, cái hoa nè. Đặc biệt cái dòng đỏ Dubai này á bà con, thấy cái hoa, cái búp hoa của nó nở nó mới ra nó túm vậy nhìn rất là đẹp. Khi mà nó nở ra cái những cái cánh nó hướng lên trên vậy nè, nó dũng lại vậy đó. Đó, cái dòng này là đỏ Dubai, lá nó vậy đó. Này hoành thân cũng bằng ngón tay út ha chú. Bằng ngón tay út à. Một cốt rễ ra trắng hết trơn rồi, thừng chậu nữa. Rồi giá cho cái cây rồi, giá cây số 17 này có giá là 250.000 thôi bạn. 250.000 luôn. Giá quá mềm. Dễ xài nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là số 18 là một cặp cây cam hường. Một cặp cam hường. Đó, chiều cao. Chiều cao là 58. Tán ngang là 30. Dòng này cái hoa đẹp nhưng mà chồi thì cũng rất là khỏe nha con. Hoa vậy nè. Cam hường vậy. Cái này thân nó vậy nha bà con, cũng bằng những cái thân nó lên bằng đầu thuốc lá, điếu thuốc lá vậy đó. Vậy đó. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cặp số 18 này có giá là 1.1 triệu cho một cặp bà con ơi. 1.100.000. 1.100.000 cho một cặp. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là cặp số 19 vẫn là cam hường. Vẫn là cam hơn, cặp số 19. Chiều cao. Chiều cao là 44. Tán ngang là 26. Này thân cũng bằng điếu thuốc lá nha con. Thân bằng điếu thuốc lá. Ồ, thân nó vậy. Nó nhỏ hơn điếu thuốc lá chút được không? Nhỏ hơn chút. Rồi, giá luôn chú ơi. Rồi, giá cặp số 19 này có giá là 1.1 triệu bà con ơi. 1.100.000 luôn. 1.100.000 bao ship về tận nhà cho bà con xài rồi, nha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là một cây số 20 là một cây cam hường. Hồng hường. Hồng hường. Xin lỗi. Mà số 20 là hồng hường. Hồng hường có nhìn cũng thấy mờ mắt, hình nhìn không chính xác. Hồng hường này cái bông nó to lắm nha bà con. Dòng này dòng đơn ta mình nha. Rồi cho chiều cao luôn. Bông rồi, nó... chiều cao nó là 75. Tán ngang là 51. Cái này cây này một cốt về dán bonsai bà con, về bà con cái hoa này nó đẹp lắm bà con, về bà con cắt dâm ra những cái nhánh này nè là nó còn cái phơm tàn lại tròn do luôn. Đây đây cái hoa của hồng hường, cái chân của nó màu hồng mà cái hoa nó cũng khác của những cái hoa kia nha bà con. Đó, dòng này hoa nó rất là đẹp. Trời, hoành thân của nó là 7 bà con ơi. Đây, hoành thân 7, một cốt. Đó, này bà con về cắt cái phơm tàn ngang như nè, ngang cái hoa nè. Dâm ra ha. Được cái cây bonsai rất là đẹp. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cây số 20 này có giá là 350.000 thôi bà con ơi. 350.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 là một cây ca ghép Mỹ hường, Mỹ vàng và Mỹ đỏ. Mỹ hường, Mỹ vàng, Mỹ đỏ. Ba dòng này là VIP không nghe bà con. Rồi cho chiều cao luôn chú ơi. Nguyên một cái
gốc. Rồi chiều cao nó là 62, tán ngang là 44. Đây để mình quay cận cảnh những cái góc ghép nha. Đây đây là Mỹ vàng nè, cái thân nó xanh như thế này là Mỹ vàng một chồi nè. Bên đây cái này cũng Mỹ vàng luôn nè bà con, đó hai chồi Mỹ vàng. Bên đây cũng Mỹ vàng nữa là ba. Bên đây là Mỹ hường, rồi bên đây là Mỹ đỏ đó, nó vậy đó nha bà con. Rồi cái gốc này là gốc cha hôi, nó là trang đỏ lá lớn nha, đỏ lá lớn nha bà con. Cái dòng này nó rất là mạnh, đỏ nhung lá lớn á. Rồi đây cái vành của nó đây nè, vành nó là tại đây là 33 rưỡi, tính 33 luôn đó. Đây cái chòi này, chòi ghép Mỹ đỏ Tiền Giang này nha. Cái thân nó rất là già, nổi cái chòi của Mỹ hường này không là cũng ok nè. Rồi Mỹ vàng bên đây nữa nè, Mỹ vàng lên rất là sung. Về cây này nuôi đẹp lắm nha con. Rồi xây cho con xem cái đế cái chú. Đó cái đế vậy đó. Cái gốc phôi là Mỹ đỏ, Mỹ nhung lá lớn, ghép 3 màu Mỹ vàng, Mỹ đỏ và Mỹ hường. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cây số 21 thì có giá là 4.700.000 nha bà con. 4.700.000 cho cây trang ghép này nha. Rồi cái cục phôi đó không, bây giờ là cũng giá cũng bạc triệu rồi nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 22, là một cây vàng lá trung. 22 vàng lá trung. Đó, bột bụi luôn. Rồi, cho chiều cao chú ơi. Rồi, chiều cao của nó hết thước là 1,5 m bà con. 1,5 m luôn, tán ngang luôn chú ơi. Cũng hết thước luôn. Hết thước. 1,5 m luôn. Rất là cân đồng ha. Đây, cái hoa của vàng lá trung. Rồi, dừng chú ơi. Cho con xem cái hoa trên đỉnh này nè. Đó mình kéo xuống cho bà con xem cái hoa đó nè, cái chân thì màu trắng xanh, cái hoa thì màu vàng, nó hơi pha trắng ở trong cái nữa. Trời, nhìn cái hoa đẹp. Rồi cái này đo tổng cộng đi. Rồi tổng cộng của nó là 47 bà con ơi. 47 thân nó lên, nói chung là bụi vậy đó bà con. Rồi. Ơi còn cái thân đại diện nó tầm ngón cái mà con ơi. Rồi vậy hả chú. Rồi mình vậy đi đại diện đó. Rồi giá cho bụi này luôn chú ơi. Rồi bụi số 22 này có giá là 1 triệu thôi bà con ơi. 1 triệu đồng. 1 triệu, có cái sân rộng để rất đẹp nha bà con. Bao gồm phí ship luôn hả chú? Bao giờ ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây luôn. Bụi này 1 triệu rồi, nọ phí ship không cỡ khoảng 200.000 rồi bà con. Tại vì bầu đất nó quá to với cái tàn nó cao nữa. Đây tiếp tục là mã số 23, là một cây vàng Dubai. Vàng Dubai. Vàng chanh nha bà con. Đây. Rồi chiều cao chú ơi. Rồi chiều cao 1,4 m, tán ngang 1,2 m. Rồi đây cái hoa của cái búp nó nở, cái búp nó chưa nở, nó màu xanh, nó vàng Dubai. Cái chân của nó ra cái màu vàng chanh, cái chân nó màu trắng như thế này nè, trắng xanh nha. Đó, vàng Dubai. Rồi, thoát thân của nó là 34. Một cốt nha bà con, thoát thân cao. Một cốt thoát thân cao. Hoành eo. Hoành thân nó là 6,5 bà con ơi. 6,5 tính 6 luôn. Rồi, tính 6 cho bà con xài luôn. Chẳng không bà con ơi. Rồi, báo giá mã rồi, số luôn. Mã số 23 này có giá là 700.000 thôi bà con ơi. 700.000 cho một em chân dài luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 24, vẫn là một cây vàng Dubai luôn. Vàng Dubai thôi. Vàng Dubai. Rồi, chiều cao không chú ơi? Chiều cao là 95. Tán ngang 58. Đây. Cho bà con xem hoa ha. Hoa nó như thế này nè. Vàng Dubai bà con biết rồi, cái màu nó vàng nghệ rất là đẹp, chanh, vàng chanh nghệ đó, nó bông hoa nó già lên, nó lên nghệ, mà cái chân nó thì trắng xanh. Đây một cốt nè. Rồi hoành thân nó là 5. Hoành thân 5 đó. Cái này bà con về vô cái thế lại là nghiêng qua bên vậy nè, cho nó lắc qua bên. Rồi giá cây này luôn chú ơi. Rồi cây số 24 này có giá là 400.000 thôi bà con ơi. 400.000. Rồi xuống cây luôn, cây vàng Dubai.
Rồi lên mã tiếp tục. Mã số 25 là một cây hồng phấn siêu bông. Hồng phấn siêu bông. Lá trung siêu bông. À. Rồi cho chiều cao chú ơi, tàn như cái dù luôn ha. Chiều cao 1m25. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang 89. Rồi sang dòng chú ơi. Rồi dừng chú. À, cây hồng phấn này nó nở cái hoa vậy nè. Mà nó cái này nó đậm lên tí là kêu là tím sen luôn, ra tím sen luôn. Mà cái cây hồng phấn này cái bông nó nở đậm. Rồi, thất thân bông của nó là 58 nha bà con. 58 thất thân. Rồi, quanh thân nó là 10 chẵn luôn. 10. Đây. Này còn khai thác khai thác xuống là nó còn lớn nữa nha bà con. À, cái bông nó hồng phấn này cái bông nó đậm lắm nha bà con. Hoa đậm. Rồi, giá luôn chú ơi. Cây số 25 này có giá là 1,5 triệu bà con ơi. 1,5 triệu từ tận nhà bà con luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 26. Mã số 26. 26 là một cây ghép vàng hường, Mỹ cam và Mỹ đỏ, hoa màu nha bà con. À, xây dòng chú. Một cây trang ghép. Cái dáng nó thì nằm dài luôn. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao là 64. Tán ngang 36 nha bà con. 36. Đây cây này thì có một cái đỉnh ở trên là Mỹ cam nha bà con. Lá nó là như lá mít luôn á, nó bự nó sung. Cái chòi này thì vàng hường. Xây cái mặt tiền bên đây chú. Đây vàng hường nó hướng mặt hoa là chòi này. Chòi này cũng là vàng hường. Đây là Mỹ đỏ nha bà con. Mỹ đỏ Tiền Giang. Rồi cho cái chiều dài thôi chú đo chiều dài thôi, chiều dài của con thú rồi. Đường kính đó thôi hả? Đường kính thôi. Rồi đường kính đó là 29. Rồi cho cái thân đại diện luôn chú. Rồi thân đại diện đó là 9 luôn. 9 đây. Luôn. Đó, đế nó chảy ra tới đây nè. Nó nằm dài vậy nè. Dáng này cũng lạ lạ nha bà con. Rồi cho giá luôn chú ơi. Rồi cây số 26 này có giá dễ thở lắm bà ơi, 1 triệu thôi. 1 triệu đồng, ba màu luôn. Rồi xuống cây luôn. Dáng nhìn nó quái. Ồ, cây này đẹp dữ à. Tiếp theo là mã số 27 là một cây vàng chân cam. Vàng chân cam mà cái cánh hoa nó ngộ bà con, nó nở nó đẹp lắm. Một xíu mình rất khỏe nha bà con. Quay cái hoa cho bà con xem. À, chiều cao đó 1m25. Rồi tán ngang luôn chú ơi. Tán ngang là 86. Rồi cái màu nó lên cái màu vàng nhạy đẹp lắm bà con. Cái hoa nè, em quay cho bà con xem cái dòng lá nhỏ này mà. Cái loại hoa này cũng rất là hiếm nha bà con. Đây. Lá lớn thì vàng chân cam thì có nhiều, mà cái dòng này thì bà con thấy cái chân nó màu hồng cam cam vậy đó. Mà đặc biệt cái cánh hoa nó nở lên cái màu vàng nghệ nè. Mà nó nở nó không có xè thẳng ra nữa, nó dũm, bà con thấy nó ngộ á nè. Bông rất là mịn. Gốc này già luôn bà con ơi. Rồi, hoành thân của nó là 16. Hoành thân 16 đúng một cốt. Ở dưới này thì cái đế thì nó chảy đều hết. Còn đế này. Đó. Đây cho quay cho bà con xem lại cái hoa ha, lên màu vàng nghệ nè. Đó vậy đó. Rồi giá cho cái gốc này luôn chú ơi. Rồi, gốc số 27 này có giá là 900.000 thôi bà con ơi. 900.000. Có 900 một gốc rất là đẹp. 27 vàng chân cam lá nhỏ. Rồi xuống cây luôn. Đó là vàng chân cam đó là cái màu đó, rồi cái này vàng chân cam là nó một cái màu khác nữa nha bà con. Rồi. Hai màu khác nhau nha. Là 28. Tại vì cái dòng bông trang này nó lai ra rất là nhiều. Nó cũng một thứ mà còn những cái dòng mà đặc biệt hơn thì người ta kêu bằng đột biến á. Rồi cho chiều cao chú ơi, cái phơm tàn rất là đẹp. Rồi chiều cao là 92. Tán ngang là 70. Rồi xây dòng luôn chú ơi. Thì hai cây mà nó hai kiểu bông mà hai màu khác nhau nha bà con. Cây vừa rồi với cây này á, thì mình sẽ so cái hoa cho con xem. Đây nè. Đó, cái cây vừa rồi nè, còn cái cây này là cây đang lai nè. Cái nhị nó màu vàng. Cái cánh nó cũng khác nữa nha bà con. Đó. Đây mình sẽ so cho bà con xem. Đó, vậy đó. Rồi, cho cái hoành luôn chú ơi. Một cốt mà thân nó lắc đẹp. Rồi, cái hoành nó là 12 bà con. Hoành 12, củ dưới này nở nguyên một cục dưới này luôn. Đó, lên lắc lượng lượng như nè.
Rồi giá cho cái gốc này luôn chú ơi. Rồi gốc số 28 này có giá là 700 ngàn thôi bà con ơi. 700 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 29. Mã số 29 là một cây Mỹ Cam. Mỹ Cam dáng rất là lạ. Rồi cho chiều cao chú ơi. Chiều cao nó là 88. Tán ngang 60. Cây này lên búp rất là nhiều nha con, đóng nụ hết rồi. Lên nụ hết luôn rồi. À, Mỹ Cam, Mỹ Cam mà cái chân này thì cái cuốn nó trắng trắng xanh xanh á. Này về ra cái dòng không biết là có phải là Mỹ Hường gì không nha. Rồi cái đường kính của nó là 29 nha bà con. À, cái đường kính đây. Hai cái thân nó nhìn lắc lượng. Hoành thân nó là 10 rưỡi nha bà con. 10 rưỡi đúng luôn đó, xiết hết rồi đó. Cái gốc nó quái quái nó là lạ gì đó. Nè à, hai người đang ngồi ngoảnh mặt nhau. Rồi giá cho cái gốc này luôn chú ơi. Gốc số 29 này có giá là 2.3 triệu bà con ơi. 2.3 triệu. 2.300.000. Nhà bà con nha. Mỹ Cam này đọt xanh nha bà con. Chốt rồi về tới nhà luôn. Đây cái đọt nó cái búp nó nở lên cũng màu xanh vậy nè. Đó, xanh chanh vậy nè. Không biết nó ra cái gì đó. Hên xui nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 30 là một cây Pháp Hoàng. Hoàng Pháp. Màu vàng rất là đẹp. Tươi xanh luôn. Quá đẹp. Rồi, cho chị em chú ơi. Chiều cao là 85. Tán ngang là 25. Tại đây. Có 35, 45 chứ. Rồi, tán ngang 45 giùm tôi. Đây. Cái búp nó màu xanh, cái hoa nó lên màu vàng mà cái cánh thì nó xếp chồng chồng chéo chéo với nhau ha, nó rất là dày. Cái dòng vàng Pháp này rất là đẹp nha con. Đó. Rồi. Gốc này thì già. Rồi cho cái hoành luôn chú ơi. Nguyên hoành này luôn đi. Rồi nguyên hoành nó là 33. Rồi xoay nhẹ vòng đó chú. Một nhẹ một vòng thân đại diện luôn. Thân đại diện nó là 8. Đây tại đây. Hoành 8 thân đại diện. Có 3 thân lên nha con. Nó lên lắc lượng vậy đó. Rồi giá cho gốc này luôn chú ơi. Rồi gốc 30, số 30 này có giá là 900 ngàn thôi bà con ơi. 900 ngàn. Rồi xuống cây. Vàng Pháp, Pháp vàng. Tiếp theo là mã số 31 là một cây hồng hương. Hồng hương. Để mở dây cho con xem tàn luôn. Đây. Rồi xây vòng cho chiều cao chú ơi. Chiều cao 102. Tán ngang là 79. Ông gào đó hỏi ông ghé lại hỏi ông mua tràng không. Đây cây hồng hương nè. Nghe gào đủ thứ chứ mà không có mua trang hả? Rồi cho cái hoành cũ luôn chú ơi. Hoành cũ đi. Hoành cái bệ đi. Rồi hoành của nó là 17. Hoành cũ nha bà con chứ không phải hoành thân nha. Rồi cái này cái thân à, cái thân của nó bằng ngón tay cái cái mình đó. À, vậy đó. Hồng hương rất là sung rồi. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cây số 31 này có giá là 600 ngàn thôi bà con ơi. 600 ngàn. Rồi 600 xuống ngàn cây. Hồng hương. Xuống. Tiếp tục là cây số 32. Là cây 32 là một cây vàng hương đọt xanh. Vàng hương đọt xanh. Rồi cho chiều cao. Chiều cao là 82. Tán ngang 31. Cây một cốt mà sạch mà chân dài nữa nha bà con. Đây vàng hương. Thân thì dữ luôn. Thoát thân 56 luôn bà con ơi. Chạy sọc cánh lem. Rồi cái này nhỏ hơn ngón út chút nha bà con. Đây ngón út tụi nó hơi lớn hơn thân này chút. Rồi báo giá mã số 32 luôn chú. Rồi mã số 32 này có giá là 500 ngàn thôi bà con ơi. 500 ngàn. 500 ngàn cho bao ship đọc về xanh. Tận nhà cho bà con xài. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 33 là một cây vàng hương đọt xanh luôn. Đọt xanh luôn. Rồi cho chị cao chú ơi. Cái này về vô dây cái phơm tàn đẹp lắm nha con, như cái dù. Rồi chiều cao là 76. Tán ngang là 57. Đó, vàng hường đọt xanh. Đây cánh hoa nó mới nở nè. Nó nở già là nó lên cái màu vậy nè. Lem cánh vậy đó.
Rồi quanh thân nó là 7 bà con ơi. Quanh thân 7. Đó là đó trên này ra dưới này nó còn to nữa nha bà con. Đây, à, nhìn thấy đó. Mà lên sạch như vậy nè. Đóng chi cành rất là đều. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá số 33 này có giá là 700 ngàn thôi bà con ơi. 700 ngàn. Bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Cho bà con nha. Đặc biệt ở chỗ chú Chí là bao ship cho bà con hết luôn. Tới nhà luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 34. Mã số 34. Vàng hương. Và mỹ cam. Và một cây mỹ cam. Một cây vàng hương và một cây mỹ cam. Rồi cho chiều cao luôn chú ơi. Chiều cao hết thước. Chưa hết thước, 1 thước 45 bà con ơi. À, vậy đó nha bà con, khỏi đâu cái tàn ngang đây chú ơi. Cây này thì dòm mình hình dung rồi. Rồi dừng rồi. Trả lời tí cho con xem cái hoa mỹ cam ấy. Mỹ cam nó, cái dòng này nói chung là đẹp nha bà con. Tại vì nó nở lên màu vàng xong nó chuyển sang màu cam nhìn rất là đẹp. Cây này năm chọi lên 5 cái hoa hết luôn rồi. Đây là vàng hương nè, vàng hương màu xanh nha. Đó, chân thì dài luôn. Chân dài tới nách luôn. Gốc dưới này nở chú, cũng nở. Nở gốc à. Đó, còn dưới này cũng này lớn lên nè. Dạ. Rồi bên đây mỹ cam bằng ngón danh ha. Bằng ngón danh. Đây. Rồi. Cái thoát thân này đo hảo cái thoát thân thử phỏng cái cho bà con. Cho bà con biết ha. Dạ. Rồi, thoát thân của nó là 67 rồi con ơi. Thoát thân dài luôn bà con ơi. Rồi, cái giá luôn chú ơi. Rồi, giá số 34 này có giá là 1 triệu mốt cho một cặp nha bà con. 1 triệu mốt gần 2 cây luôn. 1 triệu mốt cho một cặp. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Cái này cái phí ship nó cao nha bà con, do cái cây cái tàn nó tính vô là nó đo tới 3 chiều ngang, chiều dài, chiều cao vậy. Ôi tùm lum chứ. Cân nặng nữa. Đó. Rồi, tiếp tục là số 35 là một cặp luôn. 35 một cặp mỹ cam. Mỹ cam. Hai cây mỹ cam không? Cây rất là sung nha. Rồi, chiều cao luôn chú ơi. Chiều cao 1m1. Tán ngang khỏi rồi con. Tán ngang khỏi rồi chú ơi. Cây này cặp mỹ cam này cái hoa nó vậy nè. Đây trả lại cho nhìn cái. Đó, đi. Hoa mỹ cam nó nở vậy nè. Xếp cánh đều do hết trơn nè. Bông nó cứng lắm rồi con, dày. Chân nó vậy nè. Lên đóng nụ hết rồi. Cái thân của nó là phải ngón út kìa bà coi. Ngón út ha. Rồi bên này thì đế bên nó nhô lên nở ra nè. Đó. Rồi giá cho cặp này luôn chú ơi. Rồi, cặp số 35 này có giá là 900 ngàn thôi bà con ơi. 900 ngàn. Rồi. 900 ngàn. Cái tới này nhà là luôn. Chậu cho bà con. Chỉ bầu cái bầu này thôi nha. Rồi xuống giá cây luôn. Chậu lại. Đường xa không đi đi chậu được. Cái chậu đó giờ lên xe lên ship nó cũng bể hết trơn à. Bà con về dễ giờ. Dễ chở mà dễ hơn cây nữa. Cái này có cái bầu sẵn rồi, rút cái bầu ra ship cho bà con về tới nhà. Rồi tiếp theo là cặp số 36 là một cặp mỹ cam. Mỹ cam này là thấp cho bà con. Rồi cho chiều cao luôn. Trung tầng. Chiều cao là 59. Tán ngang 38. À, hoa mỹ cam là bà con thấy nó nở hai cái màu nè, cái bông tơ nó nở đẹp lắm đó, cái màu cam nó điểm ở trong này, cái hoa tơ nó mới nở màu vàng ha, chuyển sang màu cam nhìn rất đẹp. Đặc biệt cái dòng này cây nó rất khỏe nha, cây dễ nuôi nữa. Dòng mỹ cam này thì rất là ok, nó mạnh lắm. Trồng hồi đó cái lô này là trồng có một cốt mà nó, bà con thấy nó nhảy thân lên như thế này là bà con biết nó cây nó khỏe rồi. Rồi giá cặp này luôn chú ơi. Rồi cặp số 36 này có giá là 1 triệu thôi bà con ơi. 1 triệu gồm 2 cây mỹ cam luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là một cặp 37. 37 một cặp. Một cặp số 37. Phải để nhìn cái bà con ơi. Okay. Rồi một cặp mỹ cam. Mỹ cam. Cặp này nó hơi mờ rồi nha bà con. Rồi cho chị cao chú ơi, cây này nó lên nụ hết rồi bà con ơi. Mỹ đen sẽ chứ sao. Rồi 1m28 cho chiều cao nha con. Thôi khỏi tán ngang đi chú ơi. Đó. Cái này sao nó cũng hơi tính chối. Cái này mỹ cam nó còn cái hoa nè. Hoa mỹ cam nó còn nè. Mấy cái này nó lên nụ hết rồi. Nè, đóng nụ trên này búp hết rồi. Về nở ra. Cái thân này thì cũng như hồi nãy cũng tầm ngón út thôi. Thì ngón út bên này thì to hơn nè, bên này cỡ con cái á. Nhỏ hơn con cái chút. Cái lô này thì nó tương đối nhau. Cây nó cũng không chênh lệch. Quanh cỡ 4 á.
Rồi giá cho cặp này luôn chú ơi. Cặp số 37 có giá 1 triệu cho một cặp thôi bà con. 1 triệu gồm 2 cây luôn. Gồm 2 cây. Rồi bao ship về tới nhà nó dễ xài lắm bà con. Rồi xuống cây luôn. Chú cũng sức mồ hôi hết rồi nha bà con. Rồi. Đây. Tiếp theo là cặp số 38 trở lại dòng Mỹ Cam. Bụi nha bà con, bụi lùng. Lùng mà lắm. Bỏ sao không để lại làm giống mà nhổ trên trời. Lùng mà lắm. Đây. Rồi cặp này mã số 38 hả chú? 38. Rồi cho chiều cao luôn. Chiều cao nó là 49 nha bà con. Rồi tán ngang là 32. Đây 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 cái hoa nó nè. Nở hai màu luôn ha. Cam nó vậy nè. Thì cái này cũng giống như cây nè, cái những cái gốc hồi nãy rồi con ơi. Lên đó đây, bên này. Cái này thằng đại diện nó còn dư nhánh nó đâm ra đây. Đây cái này bằng ngón tay út kìa. Bằng ngón tay út. Cái này khỏe nè. Rồi giá cho cặp này luôn chú ơi. Rồi cặp số 38 này có giá là 900 ngàn thôi bà con ơi. 900 ngàn bao ship tới nhà luôn. Cặp. Rồi xuống cây luôn. Lên cây. Rồi lên tiếp cặp số 39. Tiếp tục là cặp số 39. Là một cặp Mỹ Cam. Mỹ Cam. Một cặp Mỹ Cam luôn. Rồi chị cao luôn chú ơi. Rồi chiều cao 1m4. Ta ngay khỏi đo đây. Cây này thì lên cái nụ vậy bà con về tới nhà thì nở ra cái hoa to lắm nha. Mỹ Cam cái lá nó mướt nó xanh đậm vậy nè. Rồi cái này hoành thân cũng bằng ngón tay của tự út cái bình quay bình đi. Nha, nó tương đối con đi. Nó tương đối nhau không à. Rồi giá cho cặp Mỹ Cam không chú ơi. Mỹ Cam số 39 này có giá là 1 triệu một cặp nha bà con. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho một cặp. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo lên cặp số Mỹ Cam nó số 40. 40. Một cây Mỹ Cam là một cây vàng hường nha bà con. Cặp Mỹ Cam vàng hường 40. 2 cây. 2 cây. Rồi cho chị cao chú ơi. Rồi cây vàng hường đây. Rồi là hơn đây là 58. Đó, hai cây này nó cũng tương tháng xứng. 42. Tương xứng với nhau nha con, vàng hường đọt xanh. Khoan 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 chú trả lại. Đây đây cái cánh hoa vàng hường này sao nó lên 6 cánh luôn nè. Đây. 6 cánh, 7 cánh luôn. Vàng hường nó lên 7 cánh cánh hoa nè. Ngộ thiệt chứ. Đây, rồi bên đây Mỹ Cam nè. Xoay qua con chú. Mỹ Cam. Đó. Này Mỹ Cam này một cốt nha con. Một cốt gõ luôn ha. Bên đây vàng hường cũng một cốt gõ luôn. Đó, những cái chồi này là chồi tơ lên bà con về cắt dâm ra. 7 cánh hoa. Rồi báo giá cho cái cặp này luôn chú ơi. Rồi, cặp số 41 này có giá là 900 ngàn cho một cặp nha bà con. 900 ngàn tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Cặp 40. 900 ngàn. Rồi cặp 41. Hai cái gì đây? Hai cây Mỹ Cam. 41 Mỹ Cam. Một cặp Mỹ Cam chân dài. Chân dài luôn. Rồi cho chị cao chú ơi. Rồi chiều cao 118 bà con ơi. Tán ngang khỏi đi. Tán ngang này nó nhánh nó muốn nhiêu nhiêu à. Cái nụ nó lên bà con thấy lên cái dòng này lên tới đây là nó có hoa nụ vậy nè, xanh lá thì mướt bóng lên 4 phân ha. Rồi một cốt chân dài luôn. Cái này hoành gốc nó cũng bằng ngón tay trỏ của mình. Nó giữa à. Nó dành đi. Nó dành ha. Nó dành. Bên đó cũng vậy luôn. Gốc bên đó luôn. Nó hơi lớn hơn cái chút. Rồi giá cho cặp Mỹ Cam luôn chú ơi. Cặp Mỹ Cam này có giá là 1 triệu cho cặp 41 nha bà con. 41, 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Bao ship tới nhà luôn. Cặp này kết thúc luôn hả ông Sáu? Rồi cặp này là cuối cặp cuối clip luôn bà con ơi. Rồi gửi lời chào về tới khán giả không bà con, rồi, bà con luôn chú ơi. Cuối clip thì gửi đến bà con lời chúc sức khỏe. Cảm ơn bà con đã ủng hộ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại bà con clip sau nha. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ sức mồ hôi hết rồi. Rồi xin tổng chào bà con nha. Cũng kính chúc bà con ngày mới nhiều may mắn, sức khỏe, thành công. Những cái dòng hoa mẫu đơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cho bà con tham khảo xem những cái dòng nào mà mới đẹp để mình có được những cái dòng này mình chiêm ngưỡng nha bà con. Xin kính chào.